cái bạn này gửi có cái giấy này đúng không? Dạ. Rồi cái thùng sốt đúng không? Dạ. Rồi. Còn mình trái này vô được không nhỉ? Rồi rồi, Nhi để sao ta? Đây. Cái cổ đẹp quá. Phải đàn ông có em mới đúng nổi. Có chừng đổ, có chừng đổ mình tặng cho cô. Khoan, để Clement chụp một tấm hình làm tâm cho nó đẹp cái nào. Ôi, hấp dẫn quá. Sao ta? Đây. Dạ. Đó, anh cầm như đó mới là tấm chân tình đó. Hơi khó thấy đó. Thôi. Lòng như trong bọc luôn. Có bị ấy này không ta? Qua chừng. Thật không? Không còn phải nhìn thấy rõ. Rồi, có lẽ cái này quá. Ủa, cái thố này của mình hả anh Sơn? Không, thố này là anh gửi đặt làm sẵn để trong thố, để đóng trong thùng luôn. Rồi. Rồi, ok. Quá dữ luôn. Phải để rõ thời gian. Chắc là làm sẵn hết rồi, chế biến sẵn. Ủa, giờ mình chỉ hâm lên là cay là... okay, rồi. Rồi, ok. Gia vị là để bỏ vào đó. Cái nào cay là phụ cái lâm lên. À, cái này là cái hũ gia vị liền. Rồi, ok. Ủa sao không có lắm gì? Cồn của nấu lá anh Sơn. Cái này mình đốt lên. À, cái này mình phải đốt lên. Phải đốt lên. Nhi, cái nó quẹt á. Cái nào mình phải đốt một cái lên. Rồi, mình phải đốt lên nè. Rồi. Mình đốt phát luôn hả? Một cái dưới, cái dưới cho anh nhìn. Yeah. Có chữ cây là dành cho Coleman luôn á. Rồi, rồi chút xíu mình đốt cùng với kia nha. Rồi. À, quý vị và các bạn thân mến. Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Coleman vừa mới kết thúc cái buổi họp fan tại tòa nhà Dreamplex 195 Điện Biên Phủ. Ha. Thì bây giờ thì Coleman cùng với cái team tổ chức, ban tổ chức về đây ăn uống một chút xíu, với lại cũng hôm nay cũng có một cái hẹn với lại cái team của Triplo Pictures sản xuất cái bộ phim Bao Giờ Hết Ế đó. Đó thì và trong khi chờ đợi cái đoàn kia thì Coleman có nhận được, hôm nay thật sự là Coleman rất là hạnh phúc khi mà nhận được rất nhiều quà và những cái món quà từ phương xa rất là quý, và đặc biệt là ngày hôm nay là có một cái món quà mà nó trùng hợp ở chỗ là mồi để ăn uống để nhậu. Thì đây là một cái, có một cái thùng của một cái bạn mà sau khi Coleman đi về rồi á thì các bạn mới, bạn mới đến, bạn nói chú ơi con có làm có cái món, một cái món ăn cho chú, nhưng mà vì cái hình thức nó không được đẹp cho nên là nãy con không có tiện lên, không tiện lên để biếu cho chú vì sợ cái hình thức nó xấu, thì bạn bỏ trong một cái thùng xốp mà nãy thì Coleman không có kịp chụp lại, nhưng mà Coleman mới mang về nhà hàng nấu lá và mở ra thì thấy rằng trong đó có một cái bức thư mà bạn để rất là trang trọng trong cái một cái sơ, một cái sơ mi nilon bằng plastic như thế này. Giờ Coleman xin phép đọc nha. À, kính chào chú Coleman, con là một fan ruột của Cơm Nhà TV. Con rất yêu thích chuyên mục này, đặc biệt rất thích hình ảnh khi chú vào bếp. Con cũng là một người rất thích nấu ăn, được cái nấu rất dở. Hôm nay cháu rất vui khi được gặp chú và cháu đã vào bếp chuẩn bị một món ăn đơn giản. Hy vọng chú dành một ít thời gian để thưởng thức món ăn này ạ. Món có tên mắt cá ngừ, đóng ngoặc mở ngoặc đèn pha đại dương, một đặc sản của quê cháu Phú Yên. Chúc chú có thật nhiều sức khỏe và luôn tươi trẻ, vui vẻ. Ký tên DTT, viết tắt DTT. Mà Coleman không biết là DTT là cái gì, có nghĩa là gì. Đây, Trí qua đây ngồi luôn đi. Con ngồi ké, ké phim của Coleman. À, và bên dưới là cái dòng chữ là hướng dẫn hâm nóng. Đây, đặt thố lên một đĩa nhỏ, lấy cồn trong bọc màu trắng. Rồi cái này ở dưới bếp đã phụ hỗ trợ Coleman rồi. Rải đều chung quanh thố, dùng bật lửa đốt cháy cồn, thấy nước trong thố sôi lên là có thể dùng được. Trong khi chờ nước sôi, rửa lá tía tô cắt nhỏ ăn kèm. Đây, cái vụ cắt nhỏ là non lá chưa có cắt nhỏ nha. Rồi vô đây đi Kim. Đây quý vị và các bạn thân mến, thật sự là hôm nay là một cái ngày mà Coleman vô cùng xúc động. Thật sự là 3 ngày hôm nay liên tục, ngày nào cũng có event, Coleman rất là mệt thật sự luôn á, mới hơi đuối chút xíu, nhưng mà tất cả những thứ này nó làm cho mình cảm thấy khỏe trở lại. Đó. Thì ở đây mọi người thấy có 4 cái thố, và thì ra các bạn này, thố này tưởng là của nhà hàng Non Lá mà hóa ra là của bạn luôn. Đây bên trong là mắt cá ngừ đại dương đây nè. Đó. Thôi bây giờ Coleman sẽ đốt lửa lên.
cho anh mượn miếng giấy nào. Đây là đốt trước rồi, cái này là đã đốt trước một cái rồi, cái này có cái thố này có chữ cây, tức là Coleman đó. Mà chắc nóng lắm nha, lát mà mình lấy lên không có dễ đâu á. Để phải cho phải cháy hết. Đây. Thôi bây giờ mình đốt một cái. Bắt đầu mình đốt bốn cái thố này. Đây có cái thố này là gia vị thì lát để mình đem ném vào. Cẩn thận để cháy bàn của nón lá bắt đền chết luôn. Đây đây là cái thố gia vị mà mình nhìn thấy ha. Đó, rất là chu đáo luôn. Bạn DTT không biết là cháu tên gì nhưng mà chú thật sự rất là tri ân cháu ha. Đó, cho dù cháu nấu dở cách mấy đi nữa thì chắc cũng cháu cũng không thể nấu dở hơn chú được. Đúng không? Mà chứ cũng không thể tệ hơn chú được, là làm màu không à. Đó. Nhưng mà thôi, cái này tình cảm quá, sự vô cùng cảm động. Đây trong đây có tiêu. Đây chuẩn bị cho mấy cái đây tiêu xây sẵn luôn mà tiêu Phú Quốc. Đúng không? Món này đến từ Phú Quốc. Và mọi người biết rồi đó. Ủa Phú Yên chứ lộn. Không biết tiêu Phú Yên với tiêu Phú Quốc cái nào hơn, cái nào thơm hơn. Chắc mỗi cái thơm kiểu. Trời ơi, thơm quá. Đây. Rồi thôi, cái này xay sẵn luôn, mình để một phần này để cho các bạn. Rồi các bạn chia nhau ra nha. Rồi trong đây có chanh, chanh cũng cắt sẵn luôn. Trời ơi. Trời ơi, cái chanh gì mà bự dữ vậy trời. Ủa cái trái chanh mà bự, trái chanh bự ơi là bự luôn, cái này ngắt nước nhiều lắm nè. Không biết là chanh nữa, đừng, chanh Phú Yên luôn hả con? Có gì con comment vô nha, để chú biết. Trời ơi cái này là nón lá, nón lá phải mua chanh này về để phục vụ khách nè. Trời ơi. Nón lá gì đâu chả, chanh của nón lá đưa vô con queo con quẳng à. Thiệt luôn á, giờ mình tố luôn. Nhà hàng mình chứ có nhiều cái mình thấy không đạt chất lượng. Đặc biệt là nói về chanh. Thua. Còn đây là ớt. Ớt này không biết cay không con ơi. Chú ăn thử miếng nha. Rồi luôn. Chắc là ớt ngâm, ăn thử. Ngâm nhưng mà không phải ngâm giấm. Tức là nó cũng giống như là ớt mà ớt hấp rồi hay sao á. Nhưng mà vẫn giờ rất là giòn. Không biết làm bằng cách gì. Nhưng mà không phải là ớt tươi 100%. Ớt mà hái từ cây đúng không. Rồi có mấy cái muối tỏi như bé bé nữa. Hay quá. Tỏi Lý Sơn không á vậy? Đâu không biết, không biết. Cái này mình không biết phải tỏi Lý Sơn không, không phải đâu. Nói như vậy bà bị chửi chết. Rồi đây. Để bạn comment. Mọi người tự xử. À đây còn đốt tiếp chứ. Đây là bốn phần mà dành cho những người đến sớm, còn tất cả những bạn đến sau thì sẽ không được hưởng cái vinh dự này. Đúng không? Không được hưởng cái tình cảm này đâu. Rồi để comment giới thiệu một lướt qua một vòng nha. Ở đây là bạn Như Quỳnh Coco, mọi người biết rồi ha. Nãy là MC của cái chương trình Fan Meeting, cũng là đệ tử của Coleman nhưng mà học chưa học được gì hết. Còn đây là bạn Emily, bạn Emily là một cái diễn viên rất một bạn vừa là diễn viên, bạn học ở Mỹ về đúng không? Bạn vừa học về làm phim cả diễn xuất luôn. Bạn là một trong những cái talent của cái công ty Triple Pictures, rất là xinh đẹp. Rồi còn đây là các cái bạn ngồi khu vực bên đây là cái team mà social. Đây bạn bạn Hằng, bạn Loan và bạn bé gì Quyên. Rồi đó, bạn nào cũng xinh hết, còn rất trẻ. Và các bạn này là những người đứng đằng sau thành công của Coleman, hỗ trợ Coleman. Rồi đốt tiếp, rất là vẫn đủ, quên đốt một cái nữa em. Ôi nó xuống như này, nó nhìn thấy được đó. Trời ơi, Julie Lâm hôm nay trở lại nghề camera có vẻ hơi lúng túng. Đói rung tay á. Không phải đói rung tay, mà nói chung là cái gì cũng vậy, cái gì cũng phải tập luyện. Nếu như lỡ như giá như hôm nay mà lỡ có cháy cái bàn này thì thực sự thì Coleman cũng sẵn sàng đền cho chủ nhà hàng nón lá thôi, chả vấn đề hết, vì đây là ân tình. Có đền không anh? Rồi, anh Sơn bảo là không đền. Mọi người nhớ nha, nếu lát là có cháy đừng nói bắt đền tôi nha. Trời đẹp quá. Ấm lòng chiến sĩ, đúng không các bạn?
cái ngọn lửa này nó không chỉ là cái ngọn lửa chỉ để làm cho cái món ăn nó nấu chín món ăn này, mà nó còn là ngọn lửa của tình thương, ngọn lửa của tình thương, tình cảm, cảm xúc. Nó làm cho mình ấm lòng lắm người ơi. Đây, thọt vô cái áo luôn đi. Phỏng luôn, phỏng luôn, phỏng luôn. Ôi, hết hồn cũng phỏng, được áo cháy. Rồi, nước thấy có vẻ sôi, ai dạ. Nóng lắm anh. Nóng thật, nóng thật, nóng thật. Nóng không? Ồ, wow, có làm nước không? Sôi rồi, sôi rồi, sôi rồi. Đang sôi, đang sôi. Đây, con làm anh giúp cho. Cảm ơn. Dạ, được rồi. Có đũa không? Có đũa nào? Chết ra cái chén mình ai lấy mất rồi. Đây. Ê, phải thử cái món này. Đây, con làm anh sẽ xin thử trước nha. Cá ngừ đại dương. Mắt cá ngừ đại dương hay là gọi gì, đèn pha gì á? Đèn pha đại dương. À, mắt cá ngừ gọi là đèn pha đại dương. Bắt đầu nó sôi lên rồi à, cái này có đây. Cả mắt nó sáng hay sao mà ta kêu đèn pha? To, mắt to. Không, mắt đó, mắt cá ngừ nó bự lắm. Trời ơi, cháu ơi, chú cảm động quá. Lâu lắm rồi chú mới được ăn cái món mắt cá ngừ này, có phải nói chú nghĩ là phải đến 10 năm có đó. Lâu lắm mà, ngày xưa là đi nhậu chuyên gia ghiền cái món này. Nhưng mà lâu lắm rồi, gần 10 năm có đó, chưa không có, không có đụng đến món này luôn đó. Wow, đây. Em ấy đây rồi. Nè, chụp cho bánh tấm đi nè, cái này làm thăm leo với độc nè. Đó, giữa đống lửa, đám lửa này nè, đó. Quỳnh xe ra tí đi Quỳnh. Hương Quỳnh. Trời ơi. Dạ đẹp không? Rồi, ok, bây giờ Coleman sẽ thử nha. Thơm quá. Thử đi, thơm lắm luôn thầy đó, bên trong đó. Thơm lắm, nó sôi trong rồi trên đấy. Nó sôi sùng sục bên trong rồi. Ngon quá con ơi. Rồi không có bia luôn. Cho bia lên đi. Ủa cái cục trắng trắng này là gì ta? Có ai biết không? Cái trong mắt á anh. Trời ơi, trong mắt vừa vừa bự vậy hả? À, nó trong trắng á hả? Nó không, trong đen á, cái đó là trong đen á. Ủa? Cái trồng ở trong cái mắt. Cái trồng đen á anh. Ủa, trồng đen mà nó lại màu trắng hả? Đúng rồi, nó đó. Lạ vậy? Con ngươi, nó gọi là con ngươi luôn chị. Ồ, wow. Nói chung các bạn bây giờ mình có thói quen là trong khi mà Coleman tác nghiệp là phải quay behind the scene. Đó, ống kính hậu trường là phải kiếm. Ống kính hậu trường là phải tranh thủ kiếm view. Trời ơi. Nó thật sự nó bùi bùi, ngon quá. Con ơi, con chỉ chỗ chú là chú nhập về nón lá chú bán nha. Nhắn tin cho chú nha, địa chỉ số điện thoại chú liên hệ nha. Và món này nó sẽ nằm trong thực đơn, một trong những thực đơn nghĩa tình của nón lá. Mốt Coleman sẽ làm, sẽ thực hiện một cái thứ gọi là thực đơn nghĩa tình của nón lá. Và những cái món này là những cái món mà các fan của Coleman đóng góp cho Coleman. Được chưa? Mọi người thấy cái idea đó được không? Nếu được mọi người chân tràn pháo tay đi. Chú quên là đang có fan meeting mà. Trời trời. Đã. Trời ơi, tiếp tục. Bên trong nó còn nhiều nguyên liệu lắm. Ôi wow. Trời, mắt nó bự dữ rồi ta, nhiều thứ quá rồi. Oh, nửa cái đầu á. Mắt không có. Con mắt á. Không có chị. Con mắt mà nó bự như vậy nè. Cái này là phần nào của mắt á? Thịt xung quanh hả? Trên cái dĩa đi, cái dĩa đi. Chắc mình để ra dĩa để mình ăn chung, chứ còn nếu mà cái này nó bự quá. Không mà có mình Coleman ăn thì các bạn kia, các bạn tức tối hoặc các bạn đánh mình chảy máu cam chết luôn á. Rồi.
Này đâu, nó vẫn còn tiếp, nó vẫn còn tiếp. Sơn giờ chị nhìn, Sơn đánh đèn đó kìa. Nhìn đi. Sơn đánh đèn luôn kìa. Này có một cái cục trắng trắng trong trong này mình mới nhìn thấy. Lấy cái muỗng cho nó dễ. Truy tìm cái gì chứ, truy lùng mà. Đây trong đây có mấy thứ, có táo tàu nữa nè, đó nó giống như là thuốc bắc á, giống như là tìm thuốc bắc vậy đó. Cá ngừ tìm thuốc mắt, cá ngừ tìm thuốc bắc đúng không con? DTT đờ tờ tờ. Ủa, nó đâu mất cái cục trắng trắng của tôi rồi à? Đây nó đây, trời ơi, như cái nhãn hơn. Trời ơi, làm sao thấy chưa mọi người, không có gì có thể vượt qua khỏi ánh mắt của Coloman, sợ chưa? Và chính vì vậy mình tự thưởng cho mình cái này luôn. Mình biết rất nhiều người thích, tò mò nó là cái gì. Đọc quá. Không biết là cái gì luôn. Mà nó bự bự thế, nó giống như một cái, giống như bột năng, giống như một cái gì ta. Trong veo à, ngậm vô nó tan trong miệng luôn á. Béo, không béo lắm nhưng mà thơm thơm thơm. Còn cái nước này thôi nha, cái nước này ngon lắm luôn. Nó hơi cay. Các bạn nữ thân mến, cẩn thận. Đây. Không, cái hũ đó là hũ cay của anh á. Trời ơi. Thôi, riêng cái hũ này thì chắc là Coleman xin phép một mình, một ngựa. Hũ này cay dành riêng cho Coleman. Đây mình phải xử hết cái này mới được. Rồi. Đây còn cái này là của ai nè? Wow. Rồi. Chắc để gửi chuyển qua cho anh sau đi, để nó nguội hết này. Ủa thì mấy bạn lên kia ấy trước đi. Rồi, anh sơn xong bụng đi. Rồi, ok. Rồi, để cái hai em coi cho anh phỏng. Nhi. Rồi, thôi chờ cái này tắt luôn, lửa luôn rồi. Bây giờ Coleman tiếp tục review cái món này nha. Và mình sẽ ăn hết cái món này trước khi bắt đầu liên hoan. Và như vậy thì chắc chắn là ngày hôm nay là sẽ không bao giờ say. Hôm nay là không say. Uống bao nhiêu vạn ly cũng không say. Ăn với một ít Tía tô ăn kèm. Nhìn hướng dẫn. Ngon quá con ơi. Có bên này có rồi. Không biết người ta nói ăn gì bổ nấy có đúng không? Nhưng mà đúng là tự nhiên mình thấy mọi thứ cảnh vật xung quanh mình nó sáng hẳn lên luôn. Và nhìn tất cả các bạn này, bạn nào cũng sáng lên. Bình thường thấy Như Quỳnh đâu có đẹp vậy, bữa nay đẹp quá. Còn Emily thì thôi khỏi nói luôn, nhìn giống như có hào quang vậy luôn á. Cái này đẹp. Bể. Rồi, gấp đi hết chưa? Lấy đi. Gấp đi Nhi ơi, Nhi xinh đẹp ơi. Cô bé phục vụ xinh đẹp nhất nó là. Cầm là lên luôn đi. Trời ngon quá, lâu lắm rồi này. Rồi táo tàu. Còn cái này là gì ra, cái đâu lại gì vậy? Không thấy nó à, chào cô Yến. Đây cô Yến, mình team biên kịch. Cô Yến đã đến trễ rồi, cô Yến sẵn. Cũng may là cũng có phần cho cô Yến tại đây. Quà của fan là bốn con mắt cá ngừ, bốn mắt cá ngừ đại dương, gọi là đèn pha đại dương. Sáng mắt sáng lòng, câu đó hay lắm. Em nói câu đó làm anh nhớ hai câu thơ của như cô Tố Hữu vậy phải. Yêu bác lòng ta trong sáng hơn, xin nguyện cùng người vươn tới mãi, vững như muôn ngọn giải Trường Sơn. Được chưa?
Nói chung không có liên quan gì đến chữ sáng mắt sáng lòng. Dính được chữ sáng. Dính được chữ sáng. Vậy thì mình lỗi qua đi. Hả? Yêu con comment lòng ta trong sáng hơn. Xin nguyện chàng. Xin nguyện cùng chàng vươn tới mãi. Vẫn như muôn ngọn dải Trường Sơn. Kéo lên một xíu thôi. Còn quá. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là cái này review thật sự là nó cũng rất là liên quan đến cái vụ ẩm thực đúng không? Nhưng mà nó trên cả ẩm thực, đó là nghĩa tình. Một món ăn nghĩa tình, một thực đơn sẽ được đưa vào trong thực đơn nghĩa tình của Nón Lá. Và Goldman cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thật sự luôn. Kết thúc rồi, cuối ngày rồi ra còn gặp một bạn ôm một cái thùng muối, một cái thùng móp, chú ơi. Con nấu ăn dở quá mà hình thức nó xấu quá, con sợ mang lên sân khấu nó kỳ quá. Gửi biếu chú về nhà chú ăn thử. Và đúng ngay ngày hôm nay là lại có một cái buổi tiệc liên hoan với các anh em sau 3 ngày sự kiện. Làm luôn. Và đây là Coleman bên nhà Nón Lá đã giúp cho Coleman chuẩn bị cái phần này. Nhưng mà đây, kết quả là Coleman đã gần hết rồi. Cảm ơn bạn DTT một lần nữa nha. Con nhớ cho chú cái số điện thoại nha, để cái gì chú liên hệ và chú đặt về để đưa vào trong thực đơn của nghĩa tình của nhà hàng Nón Lá. Chú chắc chắn là cái thực đơn này sẽ được dày lên, sẽ càng ngày càng nhiều và bắt đầu khởi đầu bằng cái món này. Mắt cá ngừ đèn pha đại dương. Xin chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã đến với Coleman. Mọi người, những người đến từ rất xa, đến từ Cần Thơ, đến từ Vũng Tàu, đến từ Đồng Nai, đến từ Thủ Đức và rất là xa nữa, trời mưa gió bão bùng vẫn đến với Coleman. Cảm ơn mọi người. Thương. Love you all. Thank you.